Hello, xin chào mọi người đã quay trên kênh YouTube mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái tựa chủ đề tải bớt simulator Việt Nam miễn phí cho mọi người nha. Ok, thì là cái file APK bấm cài đặt cho mình nha. Ok, ok, vậy thì mình đã cài đặt rồi nên là mình sẽ không cài đặt nữa. Ok, mình sẽ không cài đặt, nữa. Ok, mình nói cả rồi nha. Ok, sau đó là mày đi rồi là cái file này file data ở đây hay là nói mình bấm vào data rồi chỉ cần dán là thôi là xong rồi. Nó các bạn người đến trong một file obb game nha. Rồi tiếp tục cũng sao chép nữa rồi Android obb giống dán luôn đó, dán để cho nó trả 100% thôi sẽ ra được nha. Đó xong thì đến giờ đến tới một công đoạn nữa, công đoạn hai công đoạn nữa, đó là file fix lỗi. Các bạn nào mình đang dùng máy Samsung Z2 nên là mình phải chọn Samsung Z2 đúng không? Đây Android, bấm vào trong OBB cho mọi người. Data lộn cái bài data nha. Rồi đó, hay phải không phải vào vào game này, vào game nha, vào game. Ok, bật thác ra. Lúc mày là chưa vào được đâu, mày đừng có vội, chưa vào được đâu. Thôi bấm vào đây. Các bạn bây giờ mình sẽ vào thử cho các bạn nha. Đây mình vào thử cho các bạn đây. Đây là file bus từ Việt Nam mình đã vào. Vào thử cho bạn xem nha. Đó. Nó vẫn chưa vào được thì bây giờ các bạn phải làm theo mình nha. Làm thoát ra rồi vào đây. Rồi các bạn thoát ra. Thoát ra hết nha. Rồi vào cái đến cái tìm cho mình file viết lỗi không vào được thêm nha. Nó sẽ giúp sao chép Android data để các bạn tìm đến file game đây, bấm vào file rồi các bạn dán nữa cho mình. Ok, sau khi xong vậy là game đã vào thành công rồi nha các bạn. Đó, game đây đây chính là tựa game các bạn. Ngày xưa mình tạm miễn phí cái kiểu mình vừa làm ấy là mình vô thành công nha. Mình nào không vô thành công á thì mấy mốt mình sẽ là fix lỗi cho mấy bảo mật yếu nha. Còn về bảo mật nó chắc cực kỳ luôn, chắc không nổi em mày luôn á, nên mình mà được nha. Ok, giờ mình sẽ tạm dừng video lại nha mọi người. Còn nào mà muốn mình làm video gì về tải game á thì bạn like subscribe cho mình nha. Ok, bye bye anh em, bye bye.